Chuyển đổi số trong trường tiểu học là một phần thuộc chuyển đổi số giáo dục. Quá trình này yêu cầu mỗi trường học chú trọng hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và sử dụng công nghệ một cách an toàn và hiệu quả. Hiện nay, trong các trường tiểu học, việc đưa chuyển đổi số, thiết bị dạy học số cùng với các thiết bị dạy học thông minh đang là mục tiêu hướng tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học toàn diện, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành là một trường đầu tiên trong 3 trường liên cấp của huyện. Đây là một mô hình trường liên cấp đầu tiên của huyện An Lão và cũng là một trong những chiến lược của thành phố Hải Phòng hướng tới một thành phố đô thị bậc nhất của đất nước, một Hải Phòng tầm nhìn 2030. Ngay từ khi sáp nhập, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho thầy trò nhà trường. Sau qua một năm phấn đấu, với sự đồng lòng của tất cả thầy và trò nhà trường trong việc dạy và học, năm học vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Toàn trường có 5 thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 32 thầy cô đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 13 thầy cô có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện và 2 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Và đặc biệt là kết quả thi vào 10 của nhà trường. Trường có 41 trên 43 em đỗ vào 10, xếp thứ 2 trên 17 trường trong toàn huyện, 16 giải học sinh giỏi các cấp. Trong năm học qua, chất lượng đội ngũ nhà trường được phòng giáo dục đào tạo xếp loại tốt. Nhiều thầy cô là tấm gương có sức lan tỏa về tinh thần và sự nhiệt huyết với nghề. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng nói chung và của ngành giáo dục nói riêng, phấn đấu đi đầu trong công tác chuyển đổi số của thành phố. Trong năm học vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành luôn tích cực vận dụng chuyển đổi số vào mọi hoạt động của nhà trường, từ lĩnh vực quản lý chỉ đạo của cán bộ quản lý nhà trường đến hoạt động giảng dạy của giáo viên nhằm đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã đưa nội dung xây dựng, thiết kế thiết bị dạy học số, vận dụng linh hoạt vào giảng dạy vào tiêu chí thi đua của nhà trường. Mỗi tổ khối sẽ lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng những thiết bị dạy học số chất lượng nhất và chuyển vào hệ thống lưu trữ của nhà trường. Với sự tập trung tích cực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường trong lĩnh vực chuyển đổi số, trong đợt thi thiết bị dạy học số cấp huyện vừa qua, trường đã có 2 sản phẩm thiết bị dạy học số được đánh giá cao và đạt giải nhì cấp huyện. Năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4. Cũng như các trường trong toàn huyện, trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chương trình mới. Bên cạnh việc tập huấn, dự giờ, nhà trường đã tích cực chỉ đạo các đồng chí giáo viên trực tiếp dạy lớp 4, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục. Trên cơ sở đó, các đồng chí giáo viên đã chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lớp và của nhà trường. Lên các tiết dạy minh họa để dự giờ, rút kinh nghiệm, thống nhất các phương pháp dạy học sao cho phù hợp. Đặc biệt, ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thông minh, phục vụ cho việc nghiên cứu, thiết kế các thiết bị dạy học số, vận dụng vào dạy học. Trường đã đầu tư một màn hình tương tác thông minh, hệ thống bàn ghế phù hợp để giúp học sinh có thể tham gia học nhóm, thao tác trực tiếp với các thiết bị hiện đại để thực hiện nhiệm vụ học tập. Với tinh thần nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, kế hoạch dạy học và đánh giá học sinh theo hướng dẫn của thông tư 27/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành đã xây dựng một tiết học môn khoa học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc và học sinh lớp 4C thực hiện để cùng đưa ra thảo luận và thống nhất ý kiến chỉ đạo của phòng giáo dục nhằm triển khai thực hiện tốt việc vận dụng thiết bị dạy học số và môn khoa học nói riêng và các bộ môn khác trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, nhấn mạnh vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh, đồng thời ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin, thiết bị dạy học số vào dạy học với mong muốn thông qua mỗi tiết khoa học, học sinh không chỉ được tham gia học tập, khám phá kiến thức mới bằng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thông thường mà có thể được thực hành, tiếp cận với khoa học thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số hiện đại. Thông qua bài học, học sinh được thể hiện trí thông minh, năng lực khám phá, tìm tòi của mình, hình thành tư duy sáng tạo, từ đó phát triển toàn diện các năng lực và phẩm chất cho học sinh. Qua chuyên đề, chúng tôi hy vọng nhận sự đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, giáo viên trong toàn huyện và đặc biệt là sự thống nhất chỉ đạo của phòng giáo dục
về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với môn khoa học cũng như một số chỉ đạo chung cho kế hoạch dạy học năm học 2023-2024. Một lần nữa, chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trong năm học 2023-2024. Xin trân trọng cảm ơn.